Kính chào quý khán thính giả, hôm nay ngày thứ Năm 1 tháng 12 năm 2011. Chương trình phát hình của bản tin qua tin đốn gồm có phần tin đáng chú ý, bản tin cập nhật với Thi Nga, bản tin phân tích thời sự với Võ Thành Nhân và sau cùng là tiết mục chính tình quốc tế với bình luận gia Đại Dương và giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Phần tin đáng chú ý được mở đầu với những tin sau đây. Bà Clinton đề nghị những tưởng thưởng đầu tiên cho việc cải tổ chính trị ở Miến Điện. Phe Cộng hòa ở Thượng viện đưa ra kế hoạch gia hạn cắt giảm thuế. Tin cộng đồng về sinh hoạt Ngày Quốc tế Nhân quyền tại Hoa Tinh Đốn vào ngày 9 và 10 tháng 12 năm 2011. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin liên quan đến việc bà Clinton đề nghị những tưởng thưởng đầu tiên cho việc cải tổ chính trị ở Miến Điện. Hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đề nghị cho Miến Điện những tưởng thưởng đầu tiên cho việc cải tổ bằng cách cho biết Hoa Kỳ sẽ ủng hộ thêm viện trợ cho nước này và xem xét tới việc phái một vị đại sứ trở lại sau khoảng 2 thập niên vắng mặt tại đây. Bà Clinton nói rằng bà đã có những cuộc đàm phán chân thành và hữu ích với Tổng thống Thanh Sen và các vị bộ trưởng Miến Điện cùng đã nói với họ là Hoa Tinh Đốn sẵn sàng ủng hộ cho những cải tổ thêm, cũng như có thể bãi bỏ cấm vận khi nước này tìm cách vươn lên sau nhiều thập niên bị cai trị bởi quân phiệt. Thế nhưng bà cũng yêu cầu Miến Điện hãy thực hiện thêm những bước xúc tiến nữa để phóng thích các tù nhân chính trị và chấm dứt xung đột chủng tộc. Đồng thời bà còn nói rằng những quan hệ tốt hơn của Hoa Kỳ không thể có, trừ phi Miến Điện ngưng những thỏa hiệp bất hợp pháp với Bắc Hàn, vốn từng đưa tới việc báo động khắp Á Châu về chương trình hạt nhân của họ. Hôm nay, bà đi tới thủ đô thương mại Yangon, là nơi bà tổ chức cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai phiên họp với lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi. Bà cũng còn cho biết Hoa Kỳ sẽ ủng hộ những nhiệm vụ lượng giá mới của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế nhằm giúp Miến Điện khởi động nền kinh tế yếu kém và những chương trình mới của Liên Hiệp Quốc chống thuốc phiện và hợp tác y tế. Hôm qua, bà Suu Kyi nói rằng bà hoàn toàn ủng hộ nỗ lực của Hoa Tinh Đốn để đánh giá việc cải tổ của Miến Điện vì quân đội đã trao lại quyền hành cho các nhà lãnh đạo dân sự sau những cuộc bầu cử hồi năm ngoái. Phe Cộng hòa ở Thượng viện đưa ra kế hoạch gia hạn cắt giảm thuế. Việc ngưng tăng lương cho công chức liên bang sẽ bị gia hạn thêm 3 năm nữa như là một phần kế hoạch của phe Cộng hòa ở Thượng viện để trang trải chi phí cho lời kêu gọi của Tổng thống Barack Obama nhằm triển hàng việc cắt giảm thuế lương bổng. Đề nghị của phe Cộng hòa dường như sẽ không thể chấp nhận được đối với phe Dân chủ kiểm soát Thượng viện. Cũng sẽ thực hiện việc tiết kiệm bằng cách giảm bớt lực lượng công chức liên bang. Những khoản tiết kiệm nhỏ hơn sẽ đạt được qua những siết chặt những đòi hỏi hợp lệ cho trợ cấp thất nghiệp, tem thực phẩm và chương trình săn sóc sức khỏe Medicare cho giới cao niên. Thượng nghị sĩ Dean Heller đề nghị cơ cấu tài trợ vốn được giới lãnh đạo Cộng hòa ủng hộ. Theo đề nghị này, những tỷ phú và triệu phú sẽ bị buộc phải trả lệ phí Medicare cao hơn. Những khoản thay đổi về điều kiện hợp lệ cũng còn nhắm vào giới giàu có mà thông thường không hội đủ điều kiện cho những chương trình an toàn xã hội này. Kế hoạch của phe Cộng hòa sẽ giúp cho các công nhân bằng cách gia hạn việc cắt giảm thuế lương bổng, nhưng lại phương hại cho những người làm việc cho chính phủ liên bang bằng cách triển hạn thêm 3 năm việc ngưng tăng lương 2 năm được Quốc hội chấp thuận theo yêu cầu của ông Obama hồi tháng 12 năm 2010. Ông Obama khuyến cáo về một tai họa lớn nếu phe Cộng hòa ngăn chặn việc cắt giảm thuế lương bổng. Hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã khích động đám đông chào mừng ông tại vùng Đông Bắc Pennsylvania khi ông khuyến cáo về một đòn giáng mạnh vào nền kinh tế nếu phe Cộng hòa ngăn chặn việc gia hạn cắt giảm thuế lương bổng. Nhưng vài giờ sau đó, khi ngỏ lời cùng những người quyên tặng tài chánh ở New York, ông đã hạ giọng và công bố rằng tiến bộ có thể đạt được. Trong khi đó, tại Quốc hội, phe Cộng hòa cho biết họ chuẩn bị gia hạn việc cắt giảm thuế lương bổng tạm thời, nhưng họ chống lại kế hoạch của phe Dân chủ để trang trải cho việc này bằng cách đánh thuế những khoản lợi tức trên 1 triệu Mỹ Kim và đưa ra một cuộc tranh cãi về cách tìm ra khoản tiết kiệm có thể nhận được là trên 100 tỷ Mỹ Kim trước khi bất cứ một việc gia hạn nào có thể trở thành luật. Đảng Cộng hòa công bố kế hoạch gây quỹ bằng cách ngưng tăng lương công chức liên bang và cung cấp trợ cấp chính phủ theo mức lợi tức. Ông Obama đã được chào đón nồng nhiệt bởi một đám đông gần 2.000 người tại trường trung học Scranton. Ông chọn nơi này để xuất hiện trước công chúng là vì Scranton là nơi sinh của Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ Bob Casey là đảng viên Dân chủ tác giả của kế hoạch cắt giảm thuế lương bổng. Tại New York, ông Obama đã tham dự 3 buổi gây quỹ tranh cử, một tại tư gia của thương gia Jack Rosen, chủ tịch của Nghị hội Mỹ gốc Do Thái, một tại nhà hàng ở Greenwich Village và một tại khách sạn Sheraton. Quốc hội xen vào sự tranh chấp của các tiểu bang về thuế thương vụ. Hôm qua, các thành viên quốc hội đã xen vào một cuộc tranh chấp khác về việc mua sắm trên mạng, vốn là ao ước của các tiểu bang để thu thuế thương vụ từ những nhà bán lẻ trên mạng. Dân biểu John Conyers
tuyên bố tại một cuộc điều trần rằng có ít vụ mua sắm tại các tiệm bán lẻ địa phương, có nghĩa là có ít việc làm tại địa phương hơn. Ông Conyers đã giới thiệu một trong ba dự luật hiện đang có tại Quốc hội để tạo ra một hệ thống thu thuế thương vụ vượt qua phạm vi tiểu bang. Vào năm 1992, tối cao pháp viện cho rằng việc chấp vá của những luật thuế ở tiểu bang đã gây khó khăn cho những nhà bán lẻ trên mạng thu thuế và giảm thuế thương vụ. Hiện tại, các tiểu bang chỉ đánh thuế những vụ bán hàng trên liên mạng được thực hiện bởi các công ty thực sự có mặt hoạt động trong phạm vi tiểu bang. Tại cuộc điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện, công ty Amazon.com đã báo hiệu một thay đổi lớn trong quan điểm của họ về thuế thương vụ. Ông Paul Messner, phó chủ tịch về chính sách của công ty cho biết công ty bán lẻ lớn này ủng hộ luật liên bang ủy quyền cho các tiểu bang buộc những nhà bán lẻ ở ngoài tiểu bang phải thu thuế thương vụ đã bị thiếu. Ông này nói thêm là luật liên bang sẽ cho phép quốc hội giúp các tiểu bang giải quyết sự thiếu hụt ngân sách, nhưng không nên tạo ra sự mất quân bình giữa các công ty lớn và các công ty nhỏ. Sau đây là tin cộng đồng về sinh hoạt Ngày Quốc tế Nhân quyền tại Hoa Tinh Đống vào các ngày 9 và 10 tháng 12 năm 2011. Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 mỗi năm là dịp để ta nhắc nhở thế giới về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và soi rọi vào những vi phạm nhân quyền trầm trọng của Cộng sản Việt Nam. Trong Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 năm nay, để góp phần trong những nỗ lực tạo áp lực lên chế độ Hà Nội nhằm đòi trả tự do cho các nhà đấu tranh dân chủ đã và đang bị Cộng sản Việt Nam bắt giữ, đồng thời gửi thông điệp đến các nhà tranh đấu cho dân chủ trong nước rằng người Việt hải ngoại luôn hỗ trợ họ. Vùng Hoa Tinh Đốn sẽ có những sinh hoạt đấu tranh do sự phối hợp tổ chức giữa Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia, Ủy ban Phối hợp Đấu tranh Liên Cộng đồng vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, Cộng đồng Việt Nam vùng Boston, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Philadelphia, Cộng đồng Người Việt Quốc gia New Jersey, Cộng đồng Việt Nam tại Georgia và Cơ sở Đảng Việt Tân tại miền Đông Hoa Kỳ. Nội dung tổng quát như sau. Ngày thứ Sáu, 9 tháng 12 năm 2011, vận động nhân quyền tại Quốc hội Hoa Kỳ. Ngày thứ Bảy, 10 tháng 12 năm 2011, biểu tình trước Sứ quán Cộng sản Việt Nam tại công viên Sharon Circle từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Sinh hoạt tòa kháng cho nhân quyền tại Sharon Circle, buổi hội thảo về nhân quyền từ 14 giờ cho đến 16 giờ do Ủy ban Phối hợp Đấu tranh miền Đông Bắc Hoa Kỳ điều họp tại Văn phòng Hội Người Việt Cao Niên Hoa Tinh Đốn, số 6131 Washington Drive, phòng số 7, Fort Church, Virginia 22044, và sinh hoạt văn nghệ đấu tranh cùng đêm thắp nến cho tự do dân chủ tại Sharon Circle từ 17 giờ cho đến 21 giờ. Kính mời quý đồng hương tham gia đông đảo để các buổi sinh hoạt đa dạng này đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Mọi chi tiết xin liên lạc với ông Lý Văn Phước, số điện thoại 301-515-7327, ông Nguyễn Thanh Bình, số điện thoại 857-222-5343, ông Trần Quán Niệm, số điện thoại 917-952-9396, ông Nguyễn Ninh Toàn, số điện thoại 610-914-2126, ông Phạm Văn Úc, số điện thoại 267-250-6365, bà Đặng Kim Hành, số điện thoại 678-849-6470, bác sĩ Đặng Vũ Chấn, số điện thoại 703-538-2773. Kính thưa quý vị, sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật với Thi Nga. Kết thúc chuyến công du lịch sử đến Miến Điện, hôm nay Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã tới thăm bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập nổi tiếng của Miến. Đây là lần đầu tiên bà Clinton gặp mặt bà Suu Kyi, tuy đã từng đàm đạo qua điện thoại. Cuộc hội kiến diễn ra tại tòa nhà của trưởng phái bộ Mỹ ở Rangoon. Trong bữa ăn tối, Ngoại trưởng Clinton trao tay lá thư của Tổng thống Obama cho nhân vật thể hiện phong trào dân chủ Miến Điện và từng là khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình 1991. Trong bức thư, Tổng thống Obama ghi là bà Suu Kyi là nguồn cảm hứng cho mọi người trên thế giới về những giá trị của dân chủ, nhân quyền và công lý. Hoa Kỳ nguyện sát cánh với bà trong công cuộc này. Họp tại Brussels hôm nay, các ngoại trưởng trong Liên hiệp châu Âu đồng thuận việc xét các biện pháp trừng phạt Iran về chương trình hạt nhân mà xứ này vẫn tiếp tục tiến hành. Các ngoại trưởng EU liệt kê thêm 180 cá nhân và pháp nhân vào danh sách đen, theo đó phong tỏa tài sản và cấm những người liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran du hành sang khối EU. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đề nghị biện pháp cấm vận dầu hỏa được Anh Quốc hỗ trợ, nhưng biện pháp này dường như bị đình lại. Phản ứng trước tin đó, Trung Quốc, nước mua dầu thô Iran nhiều nhất, lên tiếng cảnh báo rằng những hành động sôi nổi như vậy có thể làm trầm trọng thêm sự căng thẳng giữa Iran và Anh Quốc
về vụ sứ quán Anh bị tấn công tại Tehran. Về tình hình Syria, thì các nhà ngoại giao EU cho biết các nước thành viên của tổ chức này đã đồng ý tăng cường các biện pháp trừng phạt Syria vài giờ sau khi một ủy ban của Liên đoàn Ả Rập đặc trách thi hành các lệnh trừng phạt đối với Syria nhắm tới tầng lớp giàu có và quyền thế của nước này. Giới chức EU ghi thêm 11 tổ chức và 12 cá nhân vào danh sách đen, cấm du hành cũng như phong tỏa tài sản trong nỗ lực ngăn chặn cuộc đàn áp đẫm máu của chính phủ Syria đối với những người biểu tình chống chính phủ. Cũng hôm nay, Ủy ban thuộc Liên đoàn Ả Rập công bố danh sách 17 người Syria bị cấm du hành sang các nước Ả Rập, trong đó có người anh em của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, vốn là doanh nhân giàu nhất Syria, cùng với các bộ trưởng cấp cao trong nội các. Các giới chức cho biết danh sách này và các đề nghị khác sẽ được trình lên các nước thành viên Liên đoàn Ả Rập, dự kiến nhóm họp tại Doha vào Chủ nhật này. Kuwait, một nước thành viên Liên đoàn Ả Rập, hôm nay đã thúc giục công dân nước mình rời Syria vì quan ngại đến sự an toàn. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi các đám đông ở Damascus tấn công các đại sứ quán Qatar, Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sau khi Liên đoàn Ả Rập ngưng quy chế thành viên của Syria. Thì Nga tường trình cùng quý khán thính giả. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình phát hình của bản tin Hoa Tình Đốn xin tạm ngưng ở đây. Xin quý vị vui lòng đừng rời máy, bản tin Hoa Tình Đốn sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thương mại.